Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì cái nơi ở chính của mình cũng có một cái hệ thống nấu đồ. Thế nhưng đấy là cái chỗ nấu đồ kiểu thủ công hoàn toàn luôn. Mỗi lần nấu mình phải chia đồ nè, rồi cho vào từng cái lò nung. Rồi sau khi nó nung ra mình phải tự tay lấy cái đồ đó ra nữa. Nó qua khá là nhiều bước và tốc độ thì nó cũng không được nhanh cho lắm. Thế nên là bây giờ mình sẽ làm một cái hệ thống nấu đồ mới. Nó sẽ tự động hơn. Mình chỉ cần đơn giản là cho đồ vào. Và nó công việc còn lại là nó sẽ tự phân chia và nung ra sản phẩm cho mình luôn. Và cái chỗ nấu đồ tự động đấy thì mình dự định là sẽ xây nó ngay khu vực này. Cho nó gần cái nhà chính của mình. Để mỗi lần mình muốn qua lại thì nó tiết kiệm thời gian hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy những cái nguyên vật liệu đầu tiên. Để mình có thể làm ra được cái chỗ nấu đồ. Trước tiên là mình sẽ xác định cái chỗ để mình lấy đồ trước nè. Mình sẽ đặt hai cái rương ở vị trí này. Là chỗ sau khi đồ nấu nó sẽ được đưa vào. Vậy nên là sẽ có những cái hopper chĩa vào nó. Ở đây có cỡ 14 cái hopper. Tương đương với 14 cái lò nung luôn. Ở phía sau nó sẽ là cái chỗ chăm chất đốt nè. Cũng sẽ có những cái hopper ở phía sau. Rồi phía trên là chỗ để mình có thể cho đồ vào nè. Đấy, nói chung thì cái chỗ nấu đồ này tính ra cũng không có quá phức tạp ha. Sau khi đã có được những cái hopper đặt theo đúng vị trí mà mình mong muốn thì mình sẽ bắt đầu làm cái đường ray. Chủ yếu thì cái lò nung này sẽ cho một cái xe mỏ chứa hopper. Nó phân phát đồ vô những cái lò nung tương ứng để tăng cái tốc độ nấu của mình hơn. Thế nên là mình sẽ cần rất là nhiều cái đường ray tăng tốc như vậy để cho nó chạy nhanh một xíu rồi nó chia đồ cũng nhanh hơn nữa. Ở cuối đường thì mình sẽ cho vô thêm một cái đường ray thường và một cái đường ray tăng tốc. Chủ yếu là để kích hoạt thôi chứ không thôi là nó chạy hoài là nó không ngừng luôn á. Là gì cũng hơi mệt. Ở khúc giữa này thì mình sẽ cho vô một cái cục đá đỏ. Khối đá đỏ như vậy. Để cho nó sáng full luôn. Rồi giờ thì mình sẽ test thử coi. Coi coi nó chạy ok la chưa. Đi ra chỗ khác nha, chỗ người ta đang làm lò nung. Đi chỗ khác. Coi chừng á. Coi chừng ta dục người vô lò nung luôn nha. Mình mà dục hắn mấy con zombie này được là chắc mình dục thiệt luôn á. Rồi đặt thử vô đây. Kích hoạt lên. Ê mình quên, mình phải lấy hai cái chứ. Hai cái chạy coi cho nó đều. Đây thì một cái ở phía sau nữa. Rồi kích hoạt nha. Đó. Nó chạy hơi bị đều luôn. Và cứ như thế mà nó sẽ chia đồ cho mình thôi. Công việc của mình là chỉ chờ đợi một tí à. Quá đã. Rồi các ngươi muốn gì? À thì ra các ngươi. Ui. Kẹo này căng. Zombie. Đối đầu với xương và cái kết. Cho nó núp kìa. Ui úp sọt được rồi. Úp. Ui con xương vẫn chiếm ưu thế nha. Và như vậy thì mình đã xong được một cái chỗ nấu đồ tự động đầu tiên rồi. Và mình có thể làm nhiều chỗ giống như vậy để có thể nung được cùng lúc nhiều món đồ khác nhau. Mình nghĩ là mình sẽ làm thêm ở phía này một cái và phía bên đây một cái nữa. Và nó sẽ trông giống như một cái hình chữ U vậy. Mình đang dự định là bên đây mình sẽ làm một cái để chiên nung khoáng sản với thức ăn á. Mình thấy có gì có hợp lý không ta? Chắc hợp lý chứ nhờ. Khoáng sản lâu lâu mình cũng cần nung chẳng hạn như là... mà xác vật mình cũng đâu có nung làm gì đâu ta. Vàng. Vàng cũng không thèm nung luôn. Vàng có mấy phần vàng rồi. Kim cương thì có đâu ra mà nung. Ồ vậy thôi, làm luôn cái lò nung này đi. Ê, hình như bữa nay là trời mưa giông hay sao ta. Đó, sét mới đánh vô đầu đó. Đồ sét đánh bên đây, mình nghe tiếng sét đánh bên đây. Sét đánh gì dễ tạo ra ngựa xương lắm. Có không? Không có. Ai chà chà. Không có thiệt rồi. Nguyên khúc này chả bá lửa luôn mà không có con ngựa xương nữa hết. Nhưng mà những cái ngày mưa bão như vậy thì khá là căng luôn á. Tại vì ban ngày mà quái nó xuất hiện nhiều như ban đêm ấy. Không hiểu luôn. Mình che nắng cho không chịu. Đó. Các bạn thấy con zombie đó. Nó ngáo đét không? Mình che nắng cho nó núp rồi mà nó vẫn đi ra ngoài để cho nắng hỏa thiêu nó vậy đó. Không hiểu luôn. Làm zombie nhưng mà có đam mê đi tắm nắng.
Rồi, và tạm thời thì mình đã xong được hai cái chỗ nấu đồ tự động rồi đó. Mình sẽ cho nốt hai cái xe mỏ chứa hopper này vào. Đây, ấy dạ, đặt không tới. Vào đây và vào đây. Rồi, giờ thì test liền luôn nè. Mình sẽ test liền bằng... Ủa? Ồ, nhưng mà như vậy thì hơi khó để mình đưa đồ cần nung vô ta. Ừ, vậy thì mình phải làm một cái chỗ để mình đưa đồ cần nung vô rồi. Quên nữa. Mình phải cho thêm hai cái rương như vậy nè. Đấy, nhỡ mình muốn nung đồ gì thì mình còn có cái chỗ để mình cho đồ vô chứ. Đúng rồi. Đây. Và ở đây. Rồi xong phân luôn. Thiệt luôn á. Cướp tới nhà rồi. Oh no. Đợi xíu mình đi dắt sữa bò cái đã. Xong mình quay lại mình đánh bầm dập mấy thanh niên dám tới nhà mình cướp. À quên. Đúng rồi đúng rồi. Mình có đội quân chó sói mà. Chết các ngươi rồi. Ngươi cướp nhà ai? Những chiến binh chó sói. Ra trận nào. Mình lâu rồi chưa cho mấy chiến binh chó sói tập luyện. Thời tới rồi. Lần này mình sẽ đem một phần 20 quân số ra thôi. Đem một góc quân số ra là đủ dẹp loạn bọn chúng à. Let's go. Theo anh nào. Bình đoạn chó sói. Rồi tới công chuyện. What the? Ê dài ơi, tưởng thế nào? À, vẫn còn à. Tấn công. Úi sợi. Mình tưởng bọn chúng kiểu như sợ quá chạy mất rồi. Nhưng mà vẫn còn một tên rất là liều mạng ở lại. Và cái kết các bạn cũng thấy rồi đấy. Nhanh chóng đi tìm bác sĩ đi ha. Lấy nọc đi. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ nên lấy một ít than. Không biết là mình còn đủ than hay không nữa. Tại mấy lần trước mình cũng dùng khá là nhiều than ấy. À, mình gần hết than mất rồi, còn khá là ít này. Ok, mình sẽ test thử trước một stack than đi. Nó chia ra cũng... hai stack cho chắc. Hai stack cho hai bên. Rồi lấy thêm một ít cát. Để mình đem ra nấu thử. Để coi tốc độ nấu nó có được cải thiện hay không. Tại vì nếu như mình chia đều á, thì tốc độ nấu nó sẽ rất là nhanh luôn ấy. Tiết kiệm được khá thời gian khi mà nung đồ của mình. À, mình sẽ cho thêm mấy cái khung này để trang trí thôi. Rồi, giờ thì cho than vào. Ui dồi, có nó hút đồ kìa. Dữ thiệt. Bên đây cho hai stack vào. Bên này cũng vậy. Rồi, chuẩn bị khởi động nha. Đó. What? Oh what? Có gì đó sai. À, bên đây chưa có... Thiệt tình quê sệ thiệt luôn á. Chưa có làm sáng cái đường ray. Bảo sao nó dừng là phải rồi. Chưa có redstone. Đó bây giờ mới chạy nè. Đây vô form nha. Hết quê rồi. Và ten. Mới chớp mắt một phát là nó nấu được 39 thi tinh à. Đúng nhanh luôn. Đấy. Tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian trong việc nấu đồ của mình. Mai mốt mình muốn nấu số lượng lớn thì cái này nó sẽ giải quyết được á. Rồi, và cái công việc làm chỗ nấu đồ tự động đã xong. Khu vực này thì nhìn nó còn khá là đơn sơ và sơ sài nè. Thế nên là mình sẽ chuẩn bị thêm một ít cái vật liệu xây dựng nữa. Để mình cải tiến cũng như là trang trí cho khu vực nấu đồ tự động này. Trông cho nó đẹp hơn. Vật liệu xây dựng đầu tiên thì nó khá là dễ tìm. Đấy chính là những cục đá thôi. Mình sẽ lấy một mớ đá về. À mà sẵn tiện hay là mình đi đào thêm than luôn ta. Tại vì cái chỗ nấu đồ của mình nó gần hết than mất rồi. Chắc mình sẽ có một cái chuyến đi mai để chuyên đi đào than quá. Đây có than luôn nè. Đào luôn. Ê. Ripper hơi ẩu nha Ripper. Quýnh cho nó lọt xuống dưới luôn bây giờ. Con này láo thiệt. Ngoài than ra... Ngoài đá ra thì mình phải cần thêm đất sét. À mà đất sét mình có cái chỗ này dễ tìm lắm nè. Đấy là trong những cái hang động tươi tốt. Đây. Quá trời đất sét luôn. Tha hồ cho mình mang về. Rồi bấy nhiêu đây đất sét thì chắc đủ để mình xây dựng trong ngày hôm nay rồi đó. Sẵn tiện thì mình sẽ ghé qua cái chỗ mob farm tổng hợp của mình.
Để mình lấy một ít xương ra cái đã. Đây, lấy xương trong này đi. Mình sẽ đổi thành bột xương. Rồi bột xương rồi đổi thành bột nhuộm trắng. Để kết hợp với những cái túi mực. Đây, và mình sẽ tạo thành những cái bột nhuộm màu xám nè, cũng như là xám nhạt. Mình sẽ cần hai cái loại bột nhuộm đó. Cho nên là giờ chịu khó đi săn mực xíu đi. Mặc dù con này nó không gây ra bột nhuộm nhưng mà nhìn nó thấy ghét quá nên mình cũng farm nó luôn. Nguyên vật liệu thì đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây dựng thôi. Ý tưởng ban đầu ở đây là mình sẽ xây một cái kiểu như là lò nung khổng lồ. Vì đây là khu được vật nấu đồ mà, nên mình sẽ xây cái lò nung ha. Chiều ngang thì mình đã tính sơ qua là nó cỡ 16 ô, vừa khít luôn. Những block thừa thì mình sẽ đập ra bớt đây. Giờ mình sẽ ướm thử ở bên ngoài trước. Ở đây một cục. Điểm qua coi đủ 16 ô không trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À, vừa khít nha. Vậy thì được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ây da. Nhưng mà chiều dài của nó hình như hơi lố rồi. Thôi kệ không sao, mình sẽ xây cái lò nung nó hơi dài một xíu. Chiều rộng là 16 rồi, thế nên là chiều cao thì mình cũng sẽ kéo lên cỡ 16 ô. Nói ngang bên kia thôi, là mình sẽ được cái phần khung rồi đấy. Giờ thì chắc mình sẽ xây cái phần mặt trước trước đi. Rồi phần bên hông thì một tí mình xây sau cũng được. Mặt trước thì nó sẽ có cái chỗ ở dưới này nè. Đó, mình sẽ làm theo kiểu giống như là nó đang cháy gì đó. Nó sẽ cao lên như vậy, ok. Kế bên nó có cái lò nung nên dựa vào đó xây cũng khá là dễ thôi. Ây da, xây nhầm rồi. Nói qua đây. Đúng chưa ta? Mình làm sao mà một xíu mình nhìn lại nó cân đối là đúng rồi đó. Ở đây một ô nè. Đây là hai ô. Ây da, thấy lệch rồi đó. Mình thấy bắt đầu nó hơi lệch lệch thì phải. Sao nhìn nó cứ lệch lệch kiểu gì vậy ta? Đúng không? À lệch thiệt. Đây rồi, hết lệch rồi nha. Điều rõ luôn. Vậy là mình đã được cái phần dưới của cái lò nung rồi. Bây giờ thì ở phía trên mình còn cái phần ở lỗ phía trên nữa. Mình sẽ cách ra một ô đây để mình bắt đầu xây phần lỗ phía trên. Nó sẽ rộng, hình như là nhỏ hơn ở dưới một tí. Ở trên nó sẽ nhỏ hơn ở dưới một ô á. Mình ướm qua đây, rồi xây tới đây là đẹp. Không biết là xây gì nó có ổn hay không. Rồi nhìn lại coi. Nó ra dáng cái lò nung rồi nè. Giờ thì mình sẽ xây nốt mấy cái phần còn trống còn lại nè, để xem coi nó có giống được cái lò nung bản gốc hay không nha. Không biết là giờ nó có giống cái mặt của cái lò nung chưa nữa. Nó giống cũng cỡ là 80-90% cái lò nung rồi đấy. Giờ thì còn thiếu chút lửa và ở chút gì đấy ở phần dưới thôi là đẹp. Ai chà chà, mặc đồ đẹp với ta. Đưa cái áo đây, cởi áo ra. Ai, nó không cởi áo ra rồi. Ui, trời, chôm chĩa bờ lóc. Bờ lóc người ta đi xây lò nung mà đi chôm chĩa. Cái con zombie bây giờ hư đốn quá đi. Đã xấu tính rồi, bây giờ còn đi chôm chĩa nữa. Mà để cho nó chân thực hơn á, thì mình đang có dự định là đổ nhung nham vô trong á. Nhưng mà làm sao để đổ nhung nham mà nó không bị cháy đây ta? Tại cái này là xây bằng khói len á, nên là nhiều khi chỉ cần bất cẩn xíu thôi là nó cháy tanh bầm luôn hả. Thôi thì để an toàn hơn thì chắc mình đổi nhung nham thành khói mắt ma đi. Nó vẫn có chút gì đó giống ấy. Để đẹp nhất á, thì mình sẽ đặt những cái khói mắt ma ở phía bên trong. Thì nhìn nó kiểu sẽ 3D hơn á. Mình nghĩ vậy. Để xem coi mình nghĩ có đúng hay không nha. Mình đoán là nó sẽ đẹp hơn. Chính xác, đặt bên trong thì nhìn có vẻ nó đẹp hơn này. Nhưng mà nếu mà thay bằng được nhung nham thì nó sẽ đẹp hơn nhiều lần hơn nữa cơ. Phải thử mới biết được. Trước tiên thì mình sẽ bảo vệ những cái cục len bằng cách là ốp thủy tinh vào. Hy vọng là magma nó, nhung nham nó sẽ không có bén vô mấy cục len ở bên ngoài. Rồi sau đó xây kiểu như là một cái căn phòng để chứa nhung nham.
Bước cuối cùng là đổ nhum nham vô thôi. Thành công hay không đây? Thất bại một cái là mất xe lại đó. Nhưng mà mình tin là nó sẽ thành công thôi. Ê! Ui! Không thành công rồi! Ice! Trời đất ơi! Nó tràn ra ngoài rồi! À! Mình xây thiếu ở đây một ô à! Nguy hiểm chưa? Ui! Đừng có cháy nha! Trời! Nó cháy thiệt rồi! Rồi, tốc độ liền. Ốp lại liền. Kẹo nhung nham nó bắn tung tóe lên rồi nó cháy những cái không cần cháy nữa. Rồi, và mình đã đổ nhung nham thành công rồi đó. Cũng như là khắc phục hậu quả hồi nãy rồi. Để xem có đẹp hơn hay không. Hi. Nhìn nó sinh động hơn á. Mình thấy nó nhìn nó kiểu sinh động hơn. Ok, ở đây còn thiếu một xô nào, một tí mình sẽ lên đổ thêm một xô nữa. Rồi, như vậy là phần trên của lò nung đã xong. Giờ thì tới phần dưới. Phần dưới này gắn cái gì vô cho nó nhìn nó đẹp ta? Gắn than không nhìn nó có đẹp không? Mà sẵn tiện thì mình sẽ cày thêm một lượng lớn than để dành mai mốt mình còn dùng trong cái chỗ nấu đồ tự động nữa. Tại vì cái đó nó sẽ rất là hao than đấy. Và đây, mình đã lên những ngọn núi rồi, nơi mà than có thể nói là gặp rất là nhiều luôn. Để mình tha hồ mà đào nó. Ý, tại sao mình không đào bằng cây cúp này luôn ta? Ừ nha. Mình đào bằng cúp gia tài luôn đi, để về nhà mình đỡ phải đập lại một lần nữa. Ý, còn có ngọc lục bảo nữa nè. Đào luôn. Mấy viên? 2 viên. Quá đã. Ừ ta, hồi nãy cái gì mình lấy cái quặng ngọc lục bảo là được rồi. Đúng. Cái này đem đi trưng bày đẹp lắm. Lấy về luôn. Ồ, còn có ong nữa nè. Ủa sao ong này FA vậy? Chà, chú ong này FA không biết con nên dẫn về nhà không nữa. Ồ được á, để mình lấy than đi ngồi một xíu mình quay lại mình dẫn ong về nhà luôn. Thấy FA cũng tội nghiệp. Nữa này, lại có ngọc lục bảo nữa này. Thích chưa? Ây da. Đi ra chỗ khác. Bất ổn ghê á, vừa đào. Ui, nó nhảy xuống luôn à. Ây da. Giờ mấy con quái nó manh động quá. Quặng thứ mấy à? Ồ, được quặng thứ 3 rồi. Tính ra đào ngọc lục bảo ở trên mấy cái núi này cũng ok phết đấy chứ. Và sơ qua thì mình đào tầm nửa cái núi thì mình được bao nhiêu đây stack than này? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gần 7 stack than. Chắc mình phải tìm thêm vài cái núi này nữa mới được. Tại vì để làm được cái mặt trước của cái lò nung bằng khói than thì mình sẽ cần khá than đấy. Không ít đâu. Đây là cái con zombie mặc full giáp lưới thứ 2 trong ngày mà mình gặp nè. Ngươi cởi đồ ra. Vẫn không cởi. Khá là khó để quýnh rơi ra giáp từ những cái con đó luôn á. Như lời đã nói thì bây giờ mình sẽ quay lại đây để dẫn chú ông FA về nhà cái đó. Ủa đâu rồi? Rồi luôn, chú ông FA đi mất tiêu rồi. Ơ kìa, mình nói mình sẽ quay lại mà. Trời ơi, chú ông nó đi tìm bạn đời hay sao rồi? Ê! Ouch! Con sư này có cây cung lửa. Ê. Ăn đồ. Được của nó đấy. Mình không có nước. Nhầm. U là trời, nó có cây cung lửa luôn. Xịn vậy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nén than lại. Để có thể làm ra những cái vật liệu xây dựng. Để coi mình có đủ hay không nha. Tổng cộng là 2 stack. Hai stack có vẻ là đủ ấy. Ui, nhưng mà khu vực này mình chưa có cắm đuốc hết. Thành thử ra là quái nó xuất hiện khá là dày đặc luôn. Đi chỗ khác mà chơi. Bữa nay không có tiếp khách lạ. Đi chỗ khác mà chơi. Rồi, bắt tay vào xây dựng thôi. Và vẫn giống như là nhung nham, mình sẽ xây cho nó thụt vào bên trong một ô như vậy. Thì nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Để coi xây bằng than gì nhìn có ổn hay không nha. Ta-da. Cái nó bị tối quá đi. Ủa nhưng mà lò nung thiệt nó cũng tối vậy mà ta. Xây dựng bằng mấy block thường là xưa rồi. Bữa nay mình chơi lớn luôn. Mình sẽ xây dựng bằng khối TNT. Xây bằng TNT cho nó chiến. Được bao nhiêu stack? Thiếu gì ta? À, thiếu thuốc súng. Rồi, như đây là chắc đủ xây rồi đó. Nhìn là thấy hơi bị chiến liền.
và cũng là công trình đặc biệt nhất xung quanh cái nơi ở của mình luôn ấy. Đây, để mình làm cái cửa vô cái nè. Ok, đây là cái cửa vào. Ta-da. Lò nung TNT. Ây cha cha, chất lượng luôn. Đấy, và sơ bộ thì mình đã xong cái việc xây cái mặt trước của cái lò nung rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm ở mặt bên hông và mặt sau thôi. Vật liệu xây dựng thì cũng là những cái block nãy giờ mà mình xây để cho nó đồng bộ với nhau ha. Hồi nãy cũng gom gom được 4 cái quặng ngọc lục bảo cái thôi. Mình mang về mình trang trí thành cái ngai thang nha. Người ta là xài bằng vàng, người ta gọi là ngai vàng đúng không? Mình là gọi là xài bằng thang, nên là mình sẽ xem đây là cái ngai thang của mình. Vì đây là cái căn phòng nấu đồ mà. Nhưng mà hiện tại thì thang nó chưa có cho vô đây hết nè. Thế nên là mình sẽ lấy toàn bộ số thang mà mình đào được còn dư ra, mang vô đó và cho nó phân chia thôi. Mỗi bên thì mình sẽ cho cỡ 9 stack thang á. Đó, cho nó chia ra đi. Ui dồi, có nó hút đồ kìa. Quá là dở. Bên đây cũng 9 stack luôn. Cho vào. Ok, giờ thì cho nó chạy. Ôm ai đập cửa đây. Không tiếp khách, bây giờ không tiếp khách đâu. Miễn tiếp khách bữa nay. Đấy, và sơ bộ trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái chỗ nấu đồ và trang trí nó luôn rồi. Nó đã biến. Ủa thì cái gì đây, sao bây giờ nó giống như nhà của mấy con zombie vậy. Oh god. Không ổn rồi, phải cắm đuốc lẹ thôi. Ngủ dậy là mình sẽ đi cắm đuốc liền. Sắp tới thì chắc mình sẽ trang trí thêm một ít ở bên ngoài để cho cái khu vực xung quanh cái lò nung nó đỡ trống hơn á. Chứ giờ thì nhìn bên ngoài nó kiểu hơi trống ấy. Còn giờ thì chắc mình sẽ gom mấy cái đồ nghề mình lại để chuẩn bị cho công việc tiếp theo nữa. Tình hình đó là mình cũng có được một cái bác dân làng bán sách sửa chữa mà mình có được từ rất là sớm luôn. Hình như đây là bác dân làng đầu tiên mà mình dẫn về luôn ấy. Mà bác này thì được mình cho ở cái nhà bỏ hoang ở trên cát này nè. Đâu rồi bác ấy, đâu rồi? À đây. Trời ơi, tội nghiệp lắm luôn á. Chắc bác này đang rất là trầm cảm vì ở trên đây rất là lâu rồi. Thế nên là hôm nay mình sẽ cho bác này xả xì chết, đi gặp những cái đồng nghiệp của bác ấy ở bên khu vực mình hay làm việc. Đã tới lúc rồi, đi thôi bác dân làng. Sẽ mở cửa ra vì đây là cái đường nhanh nhất. Rồi, đi 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 đi. Bữa nay tôi dẫn bác đi đi phượt một bữa. Thích nha, bữa nay là được đi chơi luôn. Rồi luôn, chắc cái này là giận mình rồi. Kiểu mình bỏ bê lâu quá, không hề nếm xỉa mình luôn cơ. Thôi mà, đừng giận nữa mà. Đừng giận nữa mà, đúng rồi. Lên thuyền đi, dẫn đi chơi. Ok. Giờ thì mình sẽ để dân làng ra ngoài này cái đã. Rồi sau đó mình mới giá cái nhà của mình lại. Rồi, nhà mình lại như mới rồi. Giờ thì đi qua khu vực hành chính thôi. Nhưng mà hiện tại không biết để cái bác dân làng này ở đâu cho thích hợp này. Thôi được rồi, chắc mình sẽ xây một cái khu làm việc giống như những bác dân làng kia luôn chứ sao giờ. Ok, tạm thời ở đây đi nha. Đấy, vô ngủ đi, vô ngủ nào. Khuya rồi, đi đâu vậy? Ngủ bác ơi, khuya rồi, đi đâu? Quăng bển zombie nó cắn bây giờ. Mình biết tại sao quăng bển rồi. Đĩa cái giường màu hồng của mình chứ gì, biết ngay mà. Quay xe đi. Quay xe nhanh đi chứ. Rồi, dân làng đã vô form rồi. Giờ thì mình có thể lấy lại cái giường màu hồng của mình. Đâu có dễ lấy cái giường của mình. Xong, giờ là bác đã có những người đồng nghiệp ở kế bên nữa đó, đỡ cô đơn hơn rồi. Sắp tới ở khu vực này mình làm nguyên một cái chợ được luôn á. Đã có 4 cái bác dân làng bán đồ khác nhau rồi nè. Quá đã luôn. Được á, mình sẽ ấp ủ cái dự định làm một cái chợ bé bé ở đây, hoặc là ở một cái góc nào đó còn trống trên cái khu vực này. Rồi, còn công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thì sẽ không liên quan tới dân làng lắm, mà sẽ là một cái chuyến đi khám phá của mình. Vì mình hổm rài ấy, chỉ có tìm được đúng duy nhất một cái thành phố cổ xưa thôi. Mà ở phiên bản mới này, cập nhật nó được thêm vào cái thành phố cổ xưa đó để cho chúng ta khám phá và tìm thêm đồ. Thế nên là chắc mình sẽ có một chuyến đi thiệt là xa để tìm một cái thành phố cổ xưa khác mới được. Hy vọng là thành phố cổ xưa lần này mà mình tìm được á, sẽ cho mình thật là nhiều những cái đồ tốt hơn. Rồi còn giờ thì để mình đem theo vật tổ trường sinh cái đã. Tại vì mình hơi rén mỗi khi mà
đi tới những cái nơi mà có con qua rành ấy. Nên là lần này cũng vậy, mình sẽ mang theo thuật vật tổ trường sinh cho chắc cú. Ê, một cái tàn tích cổng đường ngột. Hi, táo vàng thường. À, tưởng đâu táo vàng cường hóa thì tốt quá. Nhưng mà không sao, có thì còn đỡ hơn không. Một cái hang động to quá nè. Ê, trời, điều khiển tốc độ không ổn rồi. Tí nữa thì cắm đầu vô cục đá. Uầy, cái hang to này có tiềm năng á. Ủa, còn dẫn tới một cái khu mỏ bỏ hoang nữa này. Tiềm năng thiệt, cái hang này nó tiềm năng thiệt. Còn có kim cương mang về nữa ta. Đã vậy. Ơ, nhưng mà chỉ có một thôi à. Oh my god, nó còn dẫn mình tới một cái biome deep dark nữa này. Uầy, khu mỏ này tiềm năng lắm luôn. Có biome deep dark là mình có cơ hội gặp được cái thành phố cổ xưa đấy. Và kia rồi, mình đã tìm thấy một cái thành phố cổ xưa khác rồi. Ai chà chà, mà lần này mình bất cẩn quá, mình không có mang theo len rồi. Ây da, nhưng mà không sao, mình tin vào khả năng của mình. Đầu tiên là mình sẽ lút rừng trước đây. Mặc dù kế bên đây nó có cái khói scoot la hét. Cứ lượm đồ trước nhá. Kinh nghiệm đầy mệt lần trước, mình bem vài con qua đành trong đây mà. Ý giời ơi. Ồ, và trong kia cả một tí mình sẽ vô trong đó để khám phá mới được. Dưới này lại có rương nữa nè. Ây da, căng nha. Nó phát hiện tín hiệu của mình có ở đây rồi. Rón rén nhanh tiếp, đây là quyển sách mới nè, mình nên lượm về á. Một cây cuốc được cường hóa có thể nói là maximum luôn. Bên ngoài thì mình có thể từ từ khám phá, thế nên là bây giờ mình tìm đường vô trong cái chỗ mật thất luôn đi. Để coi ở cái thành phố cổ xưa lần này thì nó có một cái dạng mật thất nào khác hay không. Với cả là lần trước mình vẫn chưa tìm được cách để mình kích hoạt được cái mật thất này nè. Mình chơi mình đào thẳng vô á, cũng không đã cho lắm. Mình kiểu muốn tìm một cách nào đó để mình đi vô cái mật thất này, kiểu cho nó tự kích hoạt luôn. Có đường không? Không biết là kích hoạt chỗ nào á. Ô, mình đã kích hoạt được rồi. À, thì ra là cái chỗ này nè, là cái hành lang mà mình cần phải đi ngang để cho nó kích hoạt cái cánh cửa. Mình nghe tiếng redstone mở rồi. Rồi mình đi xuống dưới cái. Nè, nó mở rồi nè. Ô, mình đã thành công kích hoạt rồi. Hay nha, biết cách rồi đấy. Và trong này thì nó vẫn chỉ dẫn giống như cái lần trước mà mình khám phá này. Nó không có chỉ dẫn cái gì mới hết. Vẫn là mấy cái chỉ dẫn cũ thôi. Vậy mà mình cứ tưởng là mỗi cái căn phòng, mỗi cái thành phố cổ xưa nó sẽ chỉ dẫn một cái hệ thống đá đỏ khác chứ. Chắc tại mình tưởng bở rồi. Ok. Nhưng mà điều thú vị ở đây là mình đã thành công kích hoạt được cánh cửa đây nè. Kiều kiều, hay ghét quá à. Đập luôn. Này thì kiều kiều. Đập luôn, hay ghét. Ui, coi kìa, rất là nhiều kim cương trong đây nha. Có một điều mình để là trong những cái thành phố cổ xưa này, trên những cái vách tường đá thì rất là dễ gặp những cái quặng kim cương. Chẳng hạn như ở đây này, một cái vách tường thôi mà 3-4 chỗ kim cương liền, quá là đã luôn. Ở đây được 2 quặng. Bên đây được thêm một quặng nữa. Nè, bên đây cũng có thêm một quặng nữa nè. Rồi, lại thêm một cái cách tìm kim cương hiệu quả nữa rồi nha. Là tìm ở xung quanh cái thành phố cổ xưa. Siêu nhiều luôn. Ở đây được 4 quặng liền. Quá tuyệt vời. Trở lại với thành phố cổ xưa thì lần trước mình cũng biết được một cái thông tin là mình gặp được cái căn phòng băng, là một trong những căn phòng rất là hiếm ở trong cái thành phố cổ xưa này. Mình nghe các bạn review vậy. Để mình thử coi cái này có cái căn phòng băng đó hay không. À, có nè. Có căn phòng băng luôn.
Ê, nhưng mà mình lỡ kích hoạt con qua đành rồi. Mà quên mất trong đây nó cũng đâu có cái gì đâu. Ây da, ây da, căng nha. À có rương, trong đây có một cái rương. Ui dù, hình như con qua đành nó sắp phát hiện mình hay sao à. Mình nghĩ là mình nên chồn để đợi cho con này nó biến mất thôi. Ui số đây cũng có qua đành nữa. Ui nó đang đánh hơi mình. Té thôi, té thôi. Trước khi nó phát hiện. Ý. Ý. Có kim cương ở dưới. Chắc nó không biết mình đây đâu. Yêu, lại xuất hiện thêm một con qua đành ở đây nữa hả? Ui da, ai da, da. Không đánh được, không đánh được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình phải giữ cái đầu lạnh mới được. Mảnh vỡ âm vang. À hình như mình chưa gom đủ mấy cái mảnh vỡ âm vang này nè. Ồ, mảnh vỡ đĩa nhạc nữa, cái này rất là cần thiết luôn á. Sau này mình có thể dùng nó đấy. Ê, con qua đành sau lưng mình. Yêu. Mình đã có được 6 cái mảnh vỡ âm vang rồi. Và nếu như mình gom đủ hình như là 9 cái thì mình sẽ có thể ghép được một cái đĩa nhạc hoàn chỉnh đấy. Ồ. Được quá ta. Có thêm mục tiêu rồi. Đó chính là những cái mảnh vỡ âm vang. Ây da. Nhưng mà sao kim cương nó cứ va vào ánh mắt của mình hoài vậy? Không lấy không được. Gặp kim cương không lấy là đời không nể nha. Thằng kia lại có thêm cái rương cơ. Mình nghi lắm. Mình nghi là nó sẽ có mảnh vỡ âm vang cho mình đó. Gặp cái cục này nữa, mình ghét cục này lắm luôn á. Ta la hoài thấy ghét. Đập luôn. Ồ, được một cái mảnh vỡ âm vang. Ây da. 7 cái rồi. 2 cái nữa thôi là đủ. Ý, vừa đủ luôn. Chiến này ngon rồi. Vứt trái táo vàng luôn. Nhìn con qua đành thấy ghét. Nhìn con qua đành thấy ghét. Chạy thôi, mình đã đủ thứ mình cần rồi. Ây da, mình lỡ chọi nó cái đinh ba giờ chắc nó đang giận dữ lắm á. Đố người bắt được ta, con qua đành. Ai vui, ai vui. Mặc dù con qua đành nó không đánh được mình nhưng mà những con xương nó đang bắn mình. Mất cái vật tổ trường sinh luôn rồi. Ây, nguy hiểm quá. Rồi rồi, chuẩn bị con qua đành nó mằn gỏi mấy con xương nè. Nguy hiểm chưa? Thiệt luôn á. Thôi thôi, chắc mình cũng sẽ chuồn trước khi mà nó mằn gỏi mình giống như là nó mằn gỏi con xương đằng kia. Vì mình đã có đủ đĩa nhạc rồi. Và để xem coi cái đĩa nhạc này không biết nó ghép. À đĩa nhạc số 5. Ồ, để coi coi cái đĩa nhạc số 5 này nó sẽ trông như thế nào sau khi mình ghép lại thành một cái đĩa nhạc hoàn chỉnh. Wow, cái đĩa nhạc nhìn rất là ma mị nha. Nó có tên là Samuel Abbe. Được thôi, mình sẽ qua đây để mình thưởng thức thử coi coi nó là loại âm nhạc gì nha. Đoạn đầu của nó thì kiểu hơi kinh dị á nha. Kiểu hơi thở gấp các thứ rồi những âm thanh kỳ lạ không à. Cái đĩa nhạc này đoạn đầu hơi kinh dị nha. Cũng rất là thắc mắc luôn, không biết đó là hơi thở gấp của ai. Rồi âm thanh kỳ lạ đó là gì? Cái đĩa nhạc này nó gây cho mình một sự tò mò không hề nhẹ á. Để mình nghe lại cái nữa coi. Ok. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được một cái nơi nung đồ tự động và trong tương lai nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều ấy. Ngoài ra thì mình cũng đã trang trí cho nó thành một cái lò nung phiên bản siêu to khổng lồ. Và đặc biệt hơn
thì mình còn có được một cái đĩa nhạc số 5. Đây là một cái đĩa nhạc khá là bí ẩn đó nha. Toàn là những âm thanh mà gây ra sự tò mò cho mình thôi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.